Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay lại tiếp tục mấy video thả diều cho anh em xem. Hôm nay là thả con diều này. Nó có tên là ong bắc cầy đấy. Sáo này là sáo gì anh? Hòa âm. Hòa âm à? Con này hình như là lúc nãy có thả rồi đấy, nhưng mà nó bị trục trặc kỹ thuật một xíu, nên là hai con diều là ôm nhau ở trên. Thế là dụng cả hai con à anh? Đây, con lúc nãy là con vàng thả đấy, nhưng mà dụng cả con vàng con này. Vừa thả lại con này lên. Nó bị ôm nhau ở trên kia nên là phải đi xuống. Con này lên lên trên gió. Ôi ướt à? Đấy, rơi ngao á. Thế là con này rơi ngao, còn con kia cạnh ao rồi, sát ao rồi à? Ê. Đây một con đây, áo đây. Ướt hết cả một con này luôn này. Rơi ngao về phải dậy. Ướt hết. Vâng, con này rơi ngao. Giờ này bác ra đu nốt con bác cầy lên nhá, các bạn xem nhá, ông bác cầy đấy. Đi thả diều không khác gì đi đánh trận. Nhưng mà con này lên lúc nãy ở trên là nhìn thấy là nó cánh nó hơi cong, cũng kiểu gió nó quá to luôn. Con này này cũng con này cánh cũng cong, con nào cánh cũng cong. Vâng, nó bơm tiếp mà gãy cánh luôn. Con này đu bên này hay đu bên kia? Ơ, con kia của ai đấy? Con kia không lên được rồi. Căng đi anh ơi, căng dây đi. Không phải né đâu. Lên nó mới đứng được. Căng đi, căng dây lên Cường ơi. Căng đi, đây. Chưa được đâu, căng đi. Căng đi. Con đánh cường thả con bác cầy lên này. Cường với cả bác là lần trước là cũng quay ở một số video trước rồi. Bây giờ bám gì cho đây anh? Nghe là hơi phải hỗ trợ tí không ạ? À kìa. Con này hai người thả là cũng hơi bị vất đây, không phải đơn giản đâu. Đấy, xong rồi, lên rồi. Thôi nhá, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Nếu mà thấy video hay hãy đừng tiếc một like và một đăng ký kênh cho video của mình nhá. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.